Xin chào các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Hôm nay chúng ta cùng đi đến bài học kế tiếp. Một cái mô hình nữa đó là mô hình Hammer. Mô hình Hammer hay còn gọi là mô hình cây búa. Thì chúng ta thấy rằng cái mô hình này nó thường xuất hiện ở cuối một cái chu kỳ giảm giá. Thì đặc biệt là đây là cái nến, đây là cái nến búa. Cái nến búa là tức là cây Hammer. Và chúng ta lưu ý một điều là cái cây nến búa này nó có thân nến á. Cái bóng nến của nó dài gấp đôi lần thân. Trong trường hợp là trong xu hướng giảm thì xuất hiện cái nến búa. Cây này là cây kế bên là cây xác nhận, và cây kế bên này là cây chúng ta thực hiện cái giao dịch. Và đặc biệt nữa là đối với cái mô hình nến búa này, chúng ta thấy bên đây cũng là nến búa, nhưng mà trong một xu hướng giảm, cây nến búa này là cây nến giảm, còn cây nến búa đây là cây nến tăng. Đối với cái mô hình này thì cây nến tăng hoặc là cây nến giảm đều không quan trọng, tính năng nó đều như nhau. Có nghĩa là xuất hiện cái mô hình này, chúng ta thực hiện cái lệnh chúng ta mua lên đều một cái công thức như nhau. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta xem video. Đó, chúng ta thấy rằng hiện giờ này giá đang trong cái xu hướng giảm. Giá trong xu hướng giảm. Đó, chúng ta thấy là đây là cái cây hình nành biểu mẫu cho cây nến búa nè. Tức là nó có thân nến trên đây, bóng nến gặp dài gấp đôi lần thân. Cái bóng trên có hoặc không có cũng được, không sao. Bây giờ cây này khả năng cây này cây xác nhận để chúng ta xem. Nếu cây này là cây tăng thì chúng ta có thể thực hiện lệnh mua vào. Còn nếu cây này là cây giảm thì chúng ta đứng ngoài thị trường. Rồi, tuyệt vời. Cây này là cây tăng, như vậy thì chúng ta có thể thực hiện mua vào ở cái kế tiếp. Đó là trong cái mô hình của mô hình Hammer. Và với cái nguyên tắc này, các bạn có thể theo dõi tất cả các cặp sản phẩm mà nó có cái tín hiệu như thế này thì chúng ta thực hiện giao dịch thì nó rất là hiệu quả. Chúc các bạn giao dịch thành công, và đừng quên subscribe cái kênh chúng tôi. Ngoài ra, các bạn có thể ra xem thông tin của các khóa học của chúng tôi ở phía dưới phần mô tả của cái video này, ở đó trên kênh YouTube.